Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Tha Tham Á trên Thao Thoát mỗi ngày. 2 giờ giờ mùa hè, Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối, Houston 8 giờ đến 10 giờ sáng. New York 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Nguyên Xuân thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ ba ngày 25 tháng 8 năm 2020, Phật lịch 2564. Đề tài hôm nay: giáo trình Trung Bộ Kinh Mathima Nikaya, dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn chú thích Tỳ Kheo Giác Đẳng, kinh số 24. Kinh số 27, tiểu kinh dụ dấu trong voi Chulahathi Padopama Sutta, sẽ do Thượng tọa Tệ Siêu và Thượng tọa Giác Đẳng đồng giảng giải. Điều hợp thảo luận Thượng tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện thể thế gian giải. Vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bụt Tha Giá. Chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Tiếp tục chương trình, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay,
Con kính cung thỉnh Ngài. Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch chư Tôn đức, kính thưa quý vị, hôm nay được biết là Thượng tọa Tây Nguyên không có thuyết giảng, nên bài học ngày hôm nay chúng tôi và Thượng tọa Giác Đẳng sẽ giảng. Nhưng mà chúng tôi sẽ dẫn nhập rồi thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng giảng trước, phần nào và Thượng tọa cảm thấy vừa đủ thì chúng tôi sẽ giảng cái phần còn lại. Trong thời gian mà chúng tôi giảng cái phần còn lại của bài kinh, thời gian đó Thượng tọa Giác Đẳng sẽ soạn các cái câu thảo luận để điều hợp thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng để được Pháp Tính sự nguyên thông thảo luận. Chúng tôi cũng có thể thảo luận như vậy thì nó hợp lý hơn. Và thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến bài kinh 27. Bài kinh số 27 là bài kinh Tượng Tích Dụ Tiểu Kinh, hay là tiểu kinh thí dụ vì dấu chân voi. Chúng ta có hai bài kinh, tiểu kinh và đại kinh, ví dụ dấu chân voi. Nhưng mà đại kinh thì dài hơn và nó có nội dung khác với ở tiểu kinh. Ở trong phần tiểu kinh, trong cái bài kinh số 27 này, ví dụ về dấu chân voi do du sĩ Pilotika nêu ra cái thí dụ đó để trả lời cho bà La Môn Chánh Lúc Xô Lý về lý do tại sao ông ta lại có niềm tình tín với Đức Phật. Rồi sau đó Bà La Môn Chánh Lúc Xô Lý đến gặp Đức Phật mới thuật lại về cái lời tán thán của du sĩ Pilotika. Đức Phật Ngài cũng dựa theo cái thí dụ vì dấu chân voi, nhưng mà Ngài nói một cách xác thực hơn, rộng rãi hơn, quy mô hơn. Đó là nội dung của bài kinh này.
Theo của Thượng Tọa Giác Đẳng thì ở BMC lúc đầu, Phật tử MC lúc đầu chỉ đọc từ đầu bài kinh cho đến hết phân đoạn 139, hết phân đoạn 139. Rồi sau đó, rồi chúng ta sẽ cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải. Cho đến khi Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải xong, BMC tiếp tục đọc từ phân đoạn 140 cho đến hết, lúc đó chúng tôi sẽ giảng. Quý vị nên lưu ý, quý vị nên lưu ý cái điểm này. Và bây giờ thì xin mời Phật tử MC đọc cho trích văn phân đoạn 139. Xin mời Nam Mô Bổn Thầy. Nam Mô Bổn Thầy. Chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Tề Siêu đã từ bi dẫn nhập cho bài học ngày hôm nay. Tiếp theo con xin đọc nội dung bài học. Bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Matthima Nikaya bài 27 Tiểu Kinh Dụ Giấu Chân Voi Chula Hát Thí Padopadma Sutta, gọi là Tiểu Kinh Ví Dụ Giấu Chân Voi Chulapatthi Padapama Sutta, vì sau bài kinh này có bài kinh khác cũng mang ví dụ giấu chân voi nhưng dài hơn nên được gọi là Đại Kinh Ví Dụ Giấu Chân Voi. Mặc dầu đều là giấu chân voi nhưng thí dụ trong hai bài kinh được dùng để minh họa hai ý niệm khác nhau. Trước kia bài kinh này còn có tên thuần Hán Việt là Tượng Tích Dụ Tiểu Kinh. Du sĩ Pilotika trong cuộc nói chuyện với Bà La Môn Chanusoni đưa ra lời tán thán Tam Bảo: Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo giảng và tăng chúng khéo hành trì. Khi được hỏi tại sao vì này tin tưởng như vậy, thì Pilotika đưa ra thí dụ như một người thấy dấu chân voi có thể nhận ra đó là một con voi lớn. Sau đó Bà La Môn Chanusoni đã thuật lại những gì đã nghe từ du sĩ Pilotika. Nghe xong, Đức Phật đã dạy thật ra đó chỉ là sự ca ngợi từ suy luận ban đầu, chưa phải là một lời xưng tán dựa trên thực chứng của bản thân. Rồi Ngài dạy về hành trình tu tập của một thánh đệ tử mà ở sự thành tựu sau cùng mới đúng là nhận rõ giá trị cao cả của Tam Bảo. 139. Một lời tán thán Phật bằng tất cả chân thành. Có rất ít chi tiết được ghi lại trong kinh về du sĩ Pilotika. Đây là bài kinh duy nhất trong Tam Tạng ghi lại về vị này. Một du sĩ ngoại đạo có lần gặp Đức Phật và sanh lòng ngưỡng kính đặc biệt. Bà La Môn Chanusoni xuất thân từ một trong những dòng dõi Bà La Môn danh tiếng thời Đức Phật. Vị này là một trong những vị tư vấn về nghi lễ cho vua Pasenadi. Trong kinh ghi lại nhiều giai thoại về vị này, cách ăn diện toàn màu trắng, sang trọng như trang phục trắng, xe màu trắng, ngựa màu, ngựa kém màu trắng của vị này cũng là điểm nổi bật được nhắc đến. Trong kinh không đề cập cả hai nhân vật trên có những sở chứng gì về đạo quả mà dù có lòng tịnh tín ở Phật. Kinh văn: Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Sa Quách Thí Xá Vệ tại Chê Tá Quá Ná Kỳ Đà Lâm, vườn ông Anatha Pindika các cô độc. Lúc bấy giờ Bà La Môn Chanusoni với một cỗ xe toàn trắng do ngựa cái kéo vào buổi sáng sớm ra khỏi thành Sa Quách Thí. Bà La Môn Chanusoni thấy du sĩ Pilotika từ xa đi đến, sau khi thấy liền nói với du sĩ Pilotika:
Tôn giả Quách Cha Xá Ná đi từ đâu về sớm như vậy? Tôn giả, tôi từ Sa Môn Gotama đến đây. Tôn giả Quách Cha Xá Ná nghĩ thế nào? Sa Môn Gotama có trí tuệ sáng suốt không? Tôn giả có xem Sa Môn Gotama là bậc có trí không? Tôn giả, tôi là ai mà có thể biết Sa Môn Gotama có trí tuệ sáng suốt? Chỉ có những người như Sa Môn Gotama mới có thể biết Sa Môn Gotama có trí tuệ sáng suốt. Tôn giả Quách Cha Giá Ná thật sự tán thán Sa Môn Gotama với lời tán thán tối thượng. Này Tôn giả, tôi là ai mà có thể tán thán Sa Môn Gotama? Bậc tối thượng được tán thán trong các bậc được tán thán, bậc tối thượng giữa chư thiên và loài người. Nhưng Tôn giả Quách Cha Giá Ná thấy được lý do gì ở Sa Môn Gotama mà Tôn giả có lòng tin tưởng như vậy? Kinh văn: Này Tôn giả, như một người săn voi thiện xảo vào một khu rừng có voi ở và thấy một dấu chân voi lớn, dài bề dài và rộng bề ngang, người đó đi đến kết luận, con voi này là con voi lớn. Cũng vậy, này Tôn giả, tôi đã thấy bốn dấu chân của Sa Môn Gotama và đi đến kết luận. Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo giảng và tăng chúng khéo hành trì, thế nào là bốn? Tôi thấy ở đây có một số sát đế lị bác học, tế nhị, nghị luận biện tài, biện bác như chia chẻ sợi tóc. Những vị này đi chỗ này, chỗ kia như muốn đã phá các tà kiến về với trí tuệ của họ. Những vị này nghe Sa Môn Gotama sẽ đến thăm ngôi làng này hay thị trấn này. Họ sắp đặt câu hỏi. Chúng ta sau khi đến sẽ hỏi Sa Môn Gotama câu hỏi này. Khi bị chúng ta hỏi như vậy, nếu Sa Môn Gotama trả lời như thế này, thì chúng ta sẽ chất vấn như thế kia. Khi chúng ta hỏi như vậy, nếu Sa Môn Gotama trả lời như thế kia, thì chúng ta sẽ chất vấn như thế này. Những vị này nghe Sa Môn Gotama đã đến thăm ngôi làng này hay thị trấn này. Những vị này đến chỗ Sa Môn Gotama ở. Sa Môn Gotama với pháp thoại khích lệ làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các vị này. Được Sa Môn Gotama với pháp thoại khích lệ làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Họ không hỏi Sa Môn Gotama câu hỏi đã định trước, huống nữa là chất vấn. Trái lại, họ trở thành đệ tử của Sa Môn Gotama. Này Tôn giả, khi tôi thấy dấu chân thứ nhất này của Sa Môn Gotama, tôi đi đến kết luận. Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo giảng và tăng chúng khéo hành trì. Này Tôn giả, lại nữa, tôi thấy ở đây có một số bà la môn bác học, tế nhị, nghị luận biện tài, biện bác như chia chẻ sợi tóc. Những vị này đi chỗ này, chỗ kia như muốn đã phá các tài kiến với trí huệ của họ. Những vị này nghe vân vân như trên và vân vân. Trái lại, họ trở thành đệ tử của Sa Môn Gotama. Này Tôn giả, khi tôi thấy dấu chân thứ hai này của Sa Môn Gotama, tôi đi đến kết luận. Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo giảng và tăng chúng khéo hành trì. Này Tôn giả, lại nữa, tôi thấy ở đây có một số gia chủ bác học, tế nhị, nghị luận biện tài, biện bác như chia chẻ sợi tóc. Những vị này đi chỗ này, chỗ kia như muốn đã phá các tà kiến với trí tuệ của họ. Những vị này nghe vân vân như trên và vân vân. Trái lại, họ trở thành đệ tử của Sa Môn Gotama. Này Tôn giả, khi tôi thấy dấu chân thứ ba này của Sa Môn Gotama, tôi đi đến kết luận. Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo giảng và tăng chúng khéo hành trì. Này Tôn giả, lại nữa, tôi thấy ở đây có một số sa môn bác học, tế nhị, nghị luận biện tài, biện bác như chia chẻ sợi tóc. Những vị này đi chỗ này, chỗ kia như muốn đã phá các tà kiến với trí huệ của họ. Những vị này nghe Sa Môn Gotama sẽ đến thăm ngôi làng này hay thị trấn này. Họ sắp đặt câu hỏi. Chúng ta sau khi đến sẽ hỏi Sa Môn Gotama câu hỏi này. Khi bị chúng ta hỏi như vậy, nếu Sa Môn Gotama
trả lời như thế này thì chúng ta sẽ chất vấn như thế kia. Khi bị chúng ta hỏi như vậy, nếu Sa môn Gotama trả lời như thế kia thì chúng ta sẽ chất vấn như thế này. Những vị này nghe, Sa môn Gotama đã đến ngôi làng này hay thị trấn này. Những vị này đến chỗ Sa môn Gotama ở. Sa môn Gotama với pháp thoại khích lệ làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các vị này, được Sa môn Gotama với pháp thoại khích lệ làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Họ không hỏi Sa môn Gotama câu hỏi đã định sẵn, huống là nữa là chất vấn. Trái lại, họ xin phép Sa môn Gotama được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sa môn Gotama cho họ được xuất gia. Được xuất gia như vậy, một số các vị ấy sống một mình, không phóng dật, nỗ lực, tinh cần và không bao lâu tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú ngay trong hiện tại. Mục đích tối thượng của phạm hạnh mà những thiện nam tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Họ nói như sau: thật sự chúng ta gần hoại vong, thật sự chúng ta gần hoại diệt. Xưa kia chúng ta không phải là sa môn, lại tự xem là sa môn, không phải là bà la môn, lại tự xem là bà la môn, không phải là bậc a la hán, lại tự xem là bậc a la hán. Nay chúng ta mới thật là sa môn, nay chúng ta mới thật là bà la môn, nay chúng ta mới thật là a la hán. Khi tôi thấy dấu chương thứ tư của Sa môn Gotama, tôi đi đến kết luận: Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo giảng và tăng chúng khéo hành trì. 140. Đọc xong chánh kinh 139. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi thuyết giảng rộng rãi ý nghĩa nội dung của kinh 139, kính thỉnh Ngài. Nam Mô Bụt Tha Giá. Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính thỉnh lễ Thượng Tọa Trì Sư, đảnh lễ Chư Tôn Đức. Xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, trước hết xin thay mặt tất cả chư tăng và quý Phật tử xin được nói lên niềm hoan hỷ để chào đón cô Nguyên Xuất, một thành viên mới vào ở trong đạo tràng của lớp Phật pháp Buddha Dhamma. Thưa quý vị, trong khi việc duy trì một lớp học Phật pháp, chúng ta luôn luôn rất cần sự góp phần chấp tay của rất là nhiều người, không phải chỉ vị giảng sư mà còn có quý Phật tử. Chúng ta có thể đóng góp được rất là nhiều phương diện, và chính cái sự kết hợp này đã duy trì lớp Phật pháp ở trong hơn 20 năm qua, và chắc chắn rằng ở trong tương lai chúng ta luôn luôn cần những bàn tay đóng góp như vậy. Và mong rằng cô Nguyễn Xuân cũng giống như những phụ nữ đã từng góp phần sinh hoạt ở trong rung một suốt thời gian qua, là ngoài việc công quả hỗ trì cho cái khóa tu học, thì cô Nguyễn Xuân còn có thể có được những lợi lạc từ cái sự phục vụ của mình. Ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta góp phần vào cái sinh hoạt ở đây, không phải chỉ đơn thuần là chúng ta phụng sự, mà còn là một cách gọi là bố thí pháp, là một ở trong những cách bố thí rất là cao thượng. Và công việc bố thí pháp này là hay là ban bố pháp bảo, đây là một cái kết hợp cố gắng của tất cả chư tăng và chư vị giảng sinh.
Bây giờ thì chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Thưa quý vị, phần đầu của bài kinh này đề cập đến một cuộc gặp gỡ tình cờ của hai nhân vật. Nhân vật thứ nhất là Bà La Môn Janusoni. Vị này là một trong những cái vị Bà La Môn mà gọi là có danh tiếng, có địa vị ở tại thành Xá Vệ. Vị này là một tư vấn về nghi lễ cho vua, một trong số những tư vấn về nghi lễ cho vua Vasenadi, tức là vua Ba Tư Nặc. Nhà vua có nhiều vị tư vấn, nhưng mà vị này là một ở trong những vị rất là quan trọng. Nếu mà quý vị nào mà có về Thái Lan hay là, thì quý vị biết rằng ngay cả trong chính quyền của nhà vua hay là của chính quyền dân sự bầu cử lên, thì họ có một cái vị tư vấn về nghi lễ. Và cái vị tư vấn về nghi lễ này là phụ trách rất nhiều vấn đề, từ cái chuyện mà coi ngày giờ tốt xấu cho đến đặt cái phương vị nào tốt cho nhà vua, và kể cả cái việc mà cần để làm phước, để lấy bái cúng dường thế nào đó, thì đều hỏi qua cái vị tư vấn về nghi lễ này. Và ở đây nó có, ở tại Thái Lan thì nó cũng pha một chút, pha giữa Phật giáo và Bà La Môn giáo. Ví dụ Phật giáo không có coi ngày giờ chiêm tinh, nhưng mà các vị Bà La Môn, các vị tư vấn về nghi lễ lại là giỏi về chuyện đó. Thì cái vai trò của Bà La Môn cho nước Sunni là như vậy. Và chúng ta không có được biết nhiều về du sĩ Pilo Thích Cát, nhưng mà qua cái cuộc đối thoại này thì chúng ta thấy rõ ràng rằng thứ nhất là Bà La Môn Janusoni gặp vị tu sĩ này, và cái cách nói chuyện đó thì rõ ràng vị du sĩ ngoại đạo này cũng tương đối có tiếng tăm, có cái địa vị ở trong cái giới những cái vị tu sĩ ở trong tại thành Xá Vệ. Và điểm thứ hai là nếu chúng ta để ý đó, thì vị này không thì Bà La Môn Janusoni không gọi vị tu sĩ này bằng cái tên bình thường như là người ta gọi, tức là Pilo Thích Cát, mà trái lại thì Bà La Môn đã gọi một cách trang trọng, là gọi bằng cái họ của tôn giả Pilo Thích Cát là Vajrayana. Có một trường hợp nào đó đó nó mang tính cách thí dụ như quý vị phần tử đọc kinh Sách Chá Cá, Đức Phật không gọi Sách Chá Cá là Sách Chá Cá mà gọi là Kivesana. Ở đây nó cũng là một cách gọi mà tương đối là dành cho những người mà họ nặng về vấn đề chúng ta tạm gọi là danh giá và danh vị, cái địa vị của họ trong xã hội. Và đồng thời nó là một cách gọi, nó mang tính cách rất là chúng ta gọi trong ngôn ngữ là ngôn ngữ xã giao, hay rất là formal, nói thành tiếng Anh là formal, rất là formal. Thì ở đây du sĩ Lodhika đã được Bà La Môn Janusoni gọi bằng cái tên gọi là có trai vậy nào. Nhưng mà thưa quý vị, trong kinh thì không có thấy bất cứ một đoạn nào nói về hai vị này liên quan đến sự thành tựu đắc đạo chứng quả, mặc dù cả hai vị đều rất là sùng bái, sùng kính Đức Thế Tôn, sùng kính đối với Tam Bảo, nhưng không thấy là chứng quả Tu Đà Hoàn, v.v. Thì thưa quý vị, khi mà Bà La Môn Janusoni tình cờ gặp tu sĩ Pilo Thích Cát thì đã dừng xe lại và hỏi rằng, hỏi một cách rất là xã giao là đi đâu mà sớm vậy. Thì tu sĩ Pilo Thích Cát trả lời rằng tôi vừa đến đây từ chỗ Sa Môn Gautama. Và Gautama là Cồ Đàm, là họ của Đức Phật. Ở đây chúng ta nên hiểu một điều rằng những người Phật tử đó, thì khi mà đề cập đến Đức Thế Tôn, thời Đức Phật còn tại thế đó, không dùng chữ Phật mà dùng chữ Phát Câu A là Thế Tôn. Hỏi là có đi đâu gặp ai để gặp Đức Thế Tôn. Khi mà nói như vậy có nghĩa là người đó là Phật tử,
Nhưng mà với người ngoại đạo, những người không có theo Phật giáo đó, những người thì gọi Đức Phật bằng danh từ là Sa Môn Gautama. Sa Môn là tu sĩ, và có khi ta dùng chữ Đại Sa Môn Cồ Đàm. Gautama là họ của Đức Phật, đây là họ mẹ. Nhưng chúng ta nghe nói di mẫu là Mahapachichi Gautami, là Mahapasapade Kiều Đàm. Bởi vì bà là lập ra cái giáo đoàn Tỳ Kheo, bà là vì sinh thành lập giáo đoàn Tỳ Kheo Ni. Các chùa Ni Việt Nam thường hay thay giọng đọc là Cô Đàm, đọc là Kiều Đàm, và đọc là Kiều Đàm. Nhưng mà Kiều Đàm và Cô Đàm đều là âm của cái chữ Gautami. Và trong danh từ nam tánh, Gautami là nữ tánh, Gautama là nam tánh. Thành ra những người ngoại đạo họ hay gọi Đức Phật là Gautama. Thì ở đây khi mà hỏi là từ đâu đến, tôi vừa đến gặp diện kiến Sa Môn Gautama, tức là ý muốn nói đến gặp Đức Phật. Thì những cái câu thoại sau đó, những câu đối thoại sau đó, thì cho chúng ta thấy rằng tu sĩ Pilotika có một cái sự quý trọng, kính ngưỡng đặc biệt đối với Đức Phật. Khi Bà La Môn Sư Đức Sư Lý hỏi rằng ngày gặp Sa Môn Gautama thấy thế nào, trí tuệ sáng suốt không, và có phải là bậc trí không, thì thay vì trả lời là đúng, Sa Môn Gautama là một bậc trí, là một bậc đại trí vân vân, thì du sĩ Pilotika trả lời một cách rất là hạ mình, hạ thấp mình. Nhưng cách hạ thấp mình cũng là cách để xin tán đề cao Đức Phật, và nói rằng tôi là ai mà có thể biết Sa Môn Gautama có trí tuệ sáng suốt, và chỉ có một người như Sa Môn Gautama mới biết Sa Môn Gautama có trí tuệ sáng suốt. Cái câu nói một cái kịch đề rất là chân thành, nhưng mà đề cao, nghĩa là đề cao tuyệt định, là tôi chưa có đủ tư cách để đánh giá Sa Môn Gautama, tôi chưa đủ tư cách đánh giá Đức Phật, mà chỉ có một người ngang bằng mới có khả năng được đánh giá được. Tức là khó có ai có thể mà có được cái trình độ để mà đánh giá Sa Môn Gautama. Và thưa quý vị, Bà La Môn Chanusuni nghe nói như vậy thì lại hỏi thêm, và hỏi thêm là do cái lý do gì mà Ngài lại tán thán Đức Phật với một cái những cái lời nói như vậy. Thì thưa quý vị, trong cái bài kinh này thì cho thấy tu sĩ Pilotika là một người có khẩu tài và tương đối nói chuyện rất là mặt thiệt. Khi được hỏi là thấy Sa Môn Gautama có phải là bậc trí không, thì vị này nói rằng tôi là ai mà có trình độ ngang, có thể trình độ để đánh giá được, và chỉ có những người ngang bằng trình độ đánh giá được. Và khi được hỏi về lý do tại sao mà tán thán Đức Phật như vậy, thì vị này lại đưa ra bốn cái luận điểm. Đó là có rất nhiều vị sát đế lị, tức là các nhiều vị vua chúa đến rất là giỏi, rất là trí thức đến gặp Đức Phật, và đã bị thuyết phục, đã được thuyết phục bởi những lời dạy của Đức Phật và quý vị ta bảo. Rồi không phải chỉ các vị vua chúa, mà các vị Bà La Môn, không phải chỉ các vị Bà La Môn mà còn có các vị gia chủ, không phải các vị gia chủ mà còn có các vị tu sĩ, các vị du sĩ ngoại đạo đã từng gặp Đức Phật, và những vị đó đều những vị có trí biện tài, nhưng mà tất cả cuối cùng rồi lại có một cái điểm giống nhau là cùng kính ngưỡng và quy y Đức Phật. Thì bởi vì tôi đã từng gặp, đã từng thấy những con người thế, nên tôi hoàn toàn tin rằng Sa Môn Gautama rất là vĩ đại. Bởi vì này đưa ra một cái thí dụ là cho dù vị này không thấy được con voi, ý muốn nói rằng vị này chưa đủ trình độ đánh giá Đức Phật, nhưng mà vị này đi vào rừng mặc dù không thấy con voi, nhưng mà có thấy được cái dấu chân voi, và thấy cái dấu con voi, dấu cái chân, cái dấu chân rất là to lớn, mặc dù chưa thấy con voi thật sự, nhưng mà cái dấu chân to lớn, thì vị này có thể khẳng định rằng con voi đó phải là con voi lớn, tại vì không có lý do gì con voi nhỏ mà thấy được, mà cái dấu chân nó lớn, cái dấu chân lớn phải là con voi lớn.
Thì vị này nói mặc dù chưa đủ trình độ để thực hiện đánh giá Đức Phật, nhưng mà nhìn thấy được những người trí thức xuất thân từ những cái đẳng cấp trong xã hội, những giai cấp trong xã hội như là Sát Lý Lị, Bà La Môn, Gia Chủ, các vị tu sĩ Sa Môn, thì tự nhiên sanh lòng kính ngưỡng. Đó là một việc rất là đương nhiên và rất là tự nhiên. Thì thưa quý vị, cái cách mà tu sĩ Vilothika tán thán Đức Phật và đưa ra những cái luận cứ mà từ đó sanh khởi niềm tin của mình không phải xa lạ, mà thưa quý vị, đó là một cách rất là phổ thông của những người Phật tử ngày nay, cũng như không phải Phật tử. Chúng ta đọc rất nhiều quyển sách mà trong đó ghi lại lời tán thán Đức Phật từ những nhà trí thức, rất là trí thức của phương Tây, nói một cách gần gũi quen thuộc. Ví dụ như là đại văn hào Leon Tolstoy của Nga, hay là nhà bác học Albert Einstein của người Do Thái từng được Đức ở Thụy Sĩ sau này về Mỹ chẳng hạn, nhà bộ vật lý rất là lớn, hoặc là Radhakrishna của vị tổng thống đầu tiên của đất nước Ấn Độ. Chúng ta nói đến rất là nhiều nhân vật mà đã có những lời ca ngợi Đức Phật không tiếc lời, không tiếc lời. Và người Phật tử đôi khi rất là hãnh diện với điều đó. Và thậm chí chúng ta, những người con Phật hàng ngày gặp nhau để nói lên cái lời tán thán đối với Đức Phật. Nhưng mà chúng ta nên nhớ một điều rằng sự tán thán ca ngợi Đức Phật dựa trên cái sự quan sát của phần đông đó, nó chỉ là, nó có tính cách cái tính cách là xã hội. Và cái điều đó không nhất thiết là nó có một cái sự chính xác như chúng ta nghĩ. Chúng tôi sống ở bên Mỹ, thưa quý vị, chúng tôi có đọc rất nhiều tài liệu về những cái cố gắng của những nhà truyền đạo Tin Lành Thiên Chúa. Họ đi sưu tầm những cái lời ca ngợi Thượng Đế của những tài tử, của những người chơi thể thao rất là nổi tiếng, như chơi bóng rổ, chơi đá banh, những luật sư nổi tiếng, những thẩm phán nổi tiếng, và những người này ca ngợi Thượng Đế. Rồi in lên thành một tập sách. Thì tập sách này khi phổ biến lắm, được người ta tiêu thụ rất là nhiều. Lý do đơn giản là cũng có nhiều người tin vào Chúa, và khi thấy rằng có những người trí thức mà tin vào Chúa, những người nổi tiếng tin vào Chúa, thì điều đó làm cho họ phấn khởi, và nó cũng có thể có sức thuyết phục đối với một số người khác. Chúng ta gọi là cái hiện tượng xã hội. Ngay cả thưa quý vị, cái chuyện tầm thường trước mặt chúng ta là nước Mỹ đang trong mùa bầu cử, và tuần trước chúng ta có cái đại hội của đảng Dân Chủ, và tuần này thì đang diễn ra đại hội của đảng Cộng Hòa. Thì trong đại hội người ta thường đưa ra những cái khuôn mặt, thí dụ như tổng thống Trump bị người ta nói rằng kỳ thị, bị người ta nói rằng tắc trách, thiếu sáng suốt ở trong cái việc mà chống đại dịch. Thì người ta lại tìm những tài tử rất là nổi tiếng, tìm những người da đen rất là nổi tiếng để đưa ra, để phản bác cái chuyện đó. Thì điểm này nó rất thường xảy ra trong xã hội. Và khi mà người ta sử dụng nhiều tiếng nói khác nhau để cho thấy một thuyết phục một điểm gì đó, và điều đó rất gần như có sức thuyết phục rất lớn đối với tất cả chúng ta. Nhưng mà thưa quý vị, đôi khi đó chúng ta nên nhớ một điều rằng ở trong Kinh Kalpa, Đức Phật này có dạy chúng ta một điểm là khi mà nghe một điều gì đó mà từ mà người ta nói là từ kinh điển hay từ một người nổi tiếng, từ một người có uy tín mà nói, thì Đức Phật ngài dạy chúng ta khoan vội tin, khoan vội bỏ, mà hãy suy xét lại, suy xét, có cái lượng suy xét của mình. Tại vì sao vậy? Tại vì trong lịch sử của nhân loại có rất nhiều cái thảm kịch. Những thảm kịch này được tạo nên bởi những người
có cái khả năng thuyết phục rất lớn. Và do cái khả năng thuyết phục rất lớn này, họ đã kéo theo một cái số đông người và tạo nên một cái làn sóng lớn ở đại hòa của nhân loại. Chúng tôi lấy cái ví dụ là cuộc cách mạng Bolshevik năm 1917 ở tại Nga. Lúc bây giờ những người gọi là nông nô, những người nông dân rất là nghèo, thì họ nghe nói đến một cái phong trào đấu tranh giai cấp để làm sao cho bình đẳng xã hội và vượt thoát cái sự lao lực bất công mà người nông dân, kể cả công nhân phải chịu. Mọi người sẵn sàng theo, nhiều người sẵn sàng theo và tạo thành một phong trào. Nhưng mà về sau này, ví dụ như bây giờ chúng ta đến Trung Quốc, thì chúng ta thấy rằng cái giai cấp công nông là giai cấp bị thiệt thòi nhất, làm việc rất nhiều, lương cực thấp. Và trong lúc đó những người mà có tiền giàu có họ vẫn hưởng thụ nhiều hơn. Những thành phố giàu có vẫn bóc lột những thành phố nghèo. Ví dụ như ở Thượng Hải, Thâm Quyến, Thiên Tân thì vẫn thu hút những lượng đầu tư rất lớn và cuộc sống vẫn cao hơn là những thành phố ở phía bên trong. Nhưng mà nhắc thời thưa quý vị, đôi khi người ta lại thấy được cuốn hút bởi một cái lý lẽ nào đó, nó tạo thành một phong trào. Và cái phong trào đó nó trở nên rất là dễ sợ. Và rất là dễ sợ bởi vì sao? Nó có sức thuyết phục. Và chúng ta phải rất là cẩn thận về điểm này. Thật ra kinh Kalama Đức Phật Ngài dặn, Ngài dạy một điều là khoan bội tin, khoan bội bỏ, mà nên nên tự mình suy nghĩ. Thì chúng tôi sống ở tại Hoa Kỳ có rất nhiều phong trào. Phong trào ví dụ như là ở đây người Phật tử Việt Nam á, thì ít có hào hứng đi chùa bằng chạy theo các phong trào của Thanh Hải Vô Thượng Sư, hay phong trào Nhân Điện của ông Tư Minh Đán, hay là phong trào Thiền Sức Hồn của ông Tám, Lương Sĩ Hằng chẳng hạn. Thì chúng tôi sống trong một thành phố, và đặc biệt là những năm tháng mà sinh hoạt Âu Châu, thì chúng tôi thấy rằng người ta hay chạy theo những cao trào, và những cao trào này nó có ảnh hưởng rất là mạnh. Ví dụ như là có một thời kỳ người ta hô hào về uống kinh dưỡng sinh, hô hào về cái hiệu quả của nấm linh chi, hô hào về cái gì đó. Và khi mà cái phong trào được lên rồi thì tất cả mọi người dồn vào, đoạn thời gian rồi nó nguội xuống. Nhưng mà những cái chuyện mà uống nấm linh chi hay là ăn kinh dưỡng sinh vân vân, nó không có tác hại nhiều. Nhưng mà riêng đối với những cái phong trào dị giáo thì thứ việc ảnh hưởng rất là lớn. Và do vậy khi mà chúng ta đề cập đến tại đây ấy, thì tu sĩ Pilotika đã nói lên cái niềm tin của mình bằng một cái cơ sở. Cơ sở đó là gì? Cơ sở đó là đã thấy nhiều người trí thức thuộc giai cấp sát đế lị, thuộc giai cấp bà la môn, thuộc giai cấp gia chủ, thuộc giai cấp thuộc giống sa môn, và những cái thành phần ở trong xã hội đã có những cái lòng sùng kính rất đặc biệt đối với Đức Phật. Và cái hiện tượng đó thì tu sĩ Pilotika gọi là những dấu chân voi vĩ đại. Những dấu chân voi lớn đó, nó phải cho thấy rằng con voi đó mặc dù mình không thấy nữa, chỉ còn thấy dấu chân thôi, nhưng nó phải là một con voi rất lớn. Thật ra cái lập luận nó có cơ sở lắm, và nó trở nên rất là phổ thông, rất là bình thường trong lịch sử loài người. Nhưng mà chúng ta đừng quên rằng nó tạo bao nhiêu sự sai lầm của trong loài người. Chúng tôi thưa với quý vị rằng một vài cái phong trào mà chúng tôi ở Mỹ đã từng chứng kiến là thập niên 60, 70, 80, là những cái thập niên mà người Mỹ họ uống nước ngọt một điên cuồng. Quý vị nhớ là ngày xưa các cái chỗ đổ rác của sở Mỹ đó, mấy cái lon nước ngọt rất là nhiều. Và lúc chúng tôi mới vào Mỹ đó, hầu như là những cái hãng như Coca-Cola, Pepsi đó, họ làm giàu là mưa làm gió tại miền Mỹ. Họ thích uống nước ngọt lắm, bỏ nước đá vô mà chế uống nghiền luôn. Hay là có cái thời nào đó mà người ta xem cái chuyện hút thuốc lá là một cái gì rất là điệu nghệ, chuyện hút thuốc lá là thể hiện nam tính và đàn ông không hút thuốc lá vân vân. Nhưng mà rồi, bây giờ ngay cả cái chuyện nó ăn sâu rồi, người bây giờ nó đã qua rồi thì nó không còn có sức thuyết phục như ngày xưa nữa. Thì nó là những điều mà khiến cho chúng ta phải đặt lại những vấn đề là coi chừng những cao trào, coi chừng những phong trào, coi chừng những trào lưu, coi chừng những cái xu thế xã hội. Và những xu thế đó
nó có thể khiến cho chúng ta bị rơi vào ở trong một cái sự một cái, người ta nói một con cá, con người giống như cá mè, một con nhảy những con khác cũng vậy thôi. Nhưng mà riêng đối với người Phật tử đó, thì thưa quý vị, chúng ta đọc ở trong kinh, ở trong kinh ví dụ lỗi cây, thì trong bài kinh nói Đức Phật ngài dạy rằng nếu chúng ta chỉ thành tựu niềm tin mà không thành tựu giới, không thành tựu thiền định, không thành tựu giải thoát, thì cũng giống như chúng ta đi vào rừng, chúng ta tìm một cây nào đó chỉ thích khoa lá cành, cái chuyện đạo bên ngoài, mà chúng ta chưa đi vào cái lỗi cây. Và bài kinh này cũng cho chúng ta hiểu được một chuyện là khi chúng ta phát tâm quy tam bảo chỉ mới là một giai đoạn đầu, và cái sự quy tam bảo của chúng ta phải là một hành trình. Hành trình đó không phải chỉ có tin mà còn có học hiểu lời Phật dạy, không phải chỉ học hiểu lời Phật dạy mà còn thực hành lời Phật dạy. Và cái hành trình đó đó, nếu người nào đã có niềm tin, đã có sự học hiểu, đã có sự thực hành, rồi còn phải chứng ngộ, và lúc đó thì cái niềm tin đó mới là niềm tin trọn vẹn. Thì cái chuyện gọi là tin tưởng, kính ngưỡng, cũng như nhiều người nói rằng mình quy y tam bảo, tôi đã đến chùa quy y và có pháp danh là đủ không? Cái chuyện quy y tam bảo có pháp danh đó chỉ là một chuyện chúng ta nói nghe là mới một bước đầu thôi. Nó không phải là nói lên trọn vẹn niềm tin của chúng ta. Hay là chúng ta học, chúng ta nói rất giỏi về Phật pháp, nhưng mà điều đó không có nghĩa là chúng ta thật sự đi sâu vào Phật. Thành ra khi tu sĩ Vilotika nói rằng nhìn thấy cái dấu chân biết của con voi, nhưng mà cái nhìn đó là nhìn được bao nhiêu, nhìn đến đường bao nhiêu, mình nhìn thấy dấu chân cảm tưởng là mình đã biết về con voi đó rồi chưa, nhìn dấu chân chưa chắc là chúng ta đã biết về con voi đâu. Dạ, nó còn một câu chuyện dài nữa. Và cái câu chuyện dài nó như thế nào thì bây giờ chúng chi nhờ cụ Nguyên Xuân Quang Hỷ trở lại đọc cho cái đoạn 140 nói về cái niềm tin tuy rằng có cao độ nhưng mà chưa hẳn có chiều sâu. Và sau khi cô Nguyên Xuân đọc xong đoạn này thì chúng ta sẽ cung thỉnh Thiền Tọa Từ Siêu để giảng rõ ý nghĩa của phần còn lại của bài kinh. Xin mời cô Nguyên Xuân. Sa thú, sa thú. Chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã giảng giải rộng rãi ý nghĩa phân đoạn đầu của bài kinh. Tiếp theo con xin phép tiếp đọc tiếp phân đoạn 140. 140, kính tin cao độ nhưng chưa hẳn có chiều sâu. Một người ca tụng xưng tán Đức Phật chưa hẳn là niềm tin trọn vẹn, bởi vì một người hiểu biết, tin tưởng và xưng tán tam bảo một cách chân xác phải là người có học pháp, thực hành và thực chứng. Nếu chỉ xưng tán với ấn tượng ban đầu thì không thể nói là đầy đủ sự hiểu biết để đánh giá. Kinh văn. Khi được nói vậy, Bà La Môn Chanusoni từ cổ xe toàn trắng do ngựa cái kéo bước xuống, đắp thượng y lên một bên vai, chắp tay hướng về Thế Tôn vái lại và thốt ra ba lần cảm hứng ngữ sau đây: đảnh lễ Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác, đảnh lễ Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác, đảnh lễ Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Rất có thể chúng ta sẽ gặp tôn giả Gotama tại một lúc nào, một chỗ nào đó. Rất có thể sẽ có một cuộc đàm luận. Rồi Bà La Môn Chanusoni đi đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, nói lên những lời chào đón, hỏi thăm, xã giao với Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Bà La Môn Chanusoni đem tất cả câu chuyện của du sĩ Vilotika thuật lại với Thế Tôn. Sau khi nghe vậy, Thế Tôn nói với Bà La Môn Chanusoni: Này Bà La Môn, ví dụ dấu chân voi như vậy chưa được đầy đủ một cách rộng rãi. Này Bà La Môn, với tầm mức như thế nào ví dụ dấu chân voi được đầy đủ một cách rộng rãi? Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa vâng, tôn giả. Phát khởi niềm tin đầu ban đầu với ý thức giá trị về con đường tu tập nội tâm. Kinh văn. Bà La Môn Chanusoni vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau:
Này Bà La Môn, ví như một người săn voi và một khu rừng có voi ở. Người đó thấy một dấu chân voi lớn trong rừng voi, dài bề dài và rộng bề ngang. Nếu người đó là một thợ săn voi thiện xảo, người đó không đi đến kết luận con voi này chắc chắn to lớn. Vì sao vậy? Này Bà La Môn, trong rừng voi có những loại voi cái lùn thấp, có dấu chân lớn, có thể dấu chân này thuộc loại voi này. Người đó đi theo dấu chân ấy, trong khi đi theo, người đó thấy trong rừng voi một dấu chân voi lớn, dài bề dài và rộng bề ngang, và những vật cao đều bị cọ sát. Nếu người đó là một thợ săn voi thiện xảo, người đó không đi đến kết luận, con voi này chắc chắn to lớn. Vì sao vậy? Này Bà La Môn, trong rừng voi có những loại voi cái có ngà, có dấu chân lớn, có thể dấu chân này thuộc loại voi này. Người đó đi theo dấu chân ấy, trong khi đi theo, người đó thấy trong rừng voi một dấu chân voi lớn, dài bề dài và rộng bề ngang, những vật cao bị cọ sát và những vật cao bị ngà voi cắt chém. Nếu người đó là một người thợ săn voi thiện xảo, người đó không đi đến kết luận, con voi này chắc chắn to lớn. Vì sao vậy? Này Bà La Môn, trong rừng voi có những loại voi cái có ngà lớn, có dấu chân lớn, có thể dấu chân này thuộc loại voi này. Người đó đi theo dấu chân ấy, trong khi đi theo, người đó thấy trong rừng voi một dấu chân voi lớn, dài bề dài và rộng bề ngang, những vật cao bị cọ sát, những vật cao bị ngà voi cắt chém và những vật cao bị gãy cắt cành. Và người đó thấy một con voi đực dưới gốc cây hay ở ngoài trời, đang đi, đang đứng, đang ngồi hay đang nằm. Người đó đi đến kết luận, con voi này thật là con voi đực lớn. Thành tựu giác uẩn là chấp nhận và hành trì có học giới một cách nghiêm túc để nhiếp hóa thân khẩu. Cũng vậy, này Bà La Môn, ở đây Như Lai sanh ra ở đời là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế nhân giải, vô thường sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Với thắng trí, Ngài tự thân chứng ngộ thế giới này, cùng với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với chúng sa môn, bà la môn, các loài trời và loài người. Khi đã chứng ngộ, Ngài còn tuyên thuyết điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa đầy đủ. Ngài giảng dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, trong sạch. Người gia trưởng hay con vị gia trưởng hay một người sanh ở giai cấp hạ tiện nào cũng nghe pháp ấy. Sau khi nghe pháp, người ấy sanh lòng tín ngưỡng Như Lai. Khi có lòng tín ngưỡng, vị này suy nghĩ đời sống gia đình đầy những triền phược, con đường đầy những bụi đời, đời sống xuất gia phóng khoáng như hư không. Thật rất khó cho một người sống ở gia đình có thể sống theo phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống trong gia đình, sống không gia đình. Một thời gian sau, người ấy từ bỏ tài sản nhỏ hay từ bỏ tài sản lớn, từ bỏ bà con quyến thuộc nhỏ hay từ bỏ bà con quyến thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa và xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Khi đã xuất gia như vậy, vị ấy thành tựu học giới và nếp sống các tỳ kheo, từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót tất cả chúng sanh và các loài hữu tình, từ bỏ lấy của không cho, tránh xa lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, từ sống thanh tịnh, không có trộm cướp, từ bỏ không phạm hạnh, sống theo phạm hạnh, sống tránh xa không phạm hạnh, từ bỏ dâm dục tục pháp, từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo. Vị ấy nói những lời chân thật, y chỉ trên sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không phản lại đời, từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, không đến nói chỗ kia để sanh chia rẽ ở những người này, nghe điều gì ở chỗ kia, không đi nói với những người này để sanh chia rẽ
ở những người kia. Vị ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián, khuyến khích những kẻ hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, thoải mái trong hòa hợp, hân hoan trong hòa hợp và nói những lời đưa đến hòa hợp. Vị ấy từ bỏ nói lời độc ác, tránh xa nói lời độc ác. Vị ấy nói những lời nhẹ nhàng, thuận tại, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người, vui lòng nhiều người. Vị ấy nói những lời như vậy. Vị ấy từ bỏ nói phù phiếm, tránh xa nói lời phù phiếm, nói đúng thời, nói những lời chân thật, nói những lời có ý nghĩa, nói những lời về chánh pháp, nói những lời về luật, nói những lời đáng được gìn giữ, những lời hợp thời, thuận lý, có mạch lạc, hệ thống, có ích lợi. Vị ấy từ bỏ làm hại đến các hột giống và các loại cây cỏ, dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời, từ bỏ đi xem múa, hát nhạc, các cuộc trình diễn, từ bỏ trang sức bằng vòng hoa hương diệu, dầu thoa, các thời trang, các thời sức, từ bỏ dùng giường cao và giường lớn, từ bỏ nhận các hạt sống, từ bỏ nhận thịt sống, từ bỏ nhận đàn bà, con gái, từ bỏ nhận nô tỳ gái và trai, từ bỏ nhận cừu và dê, từ bỏ nhận gia cầm và heo, từ bỏ nhận voi, bò, ngựa và ngựa cái, từ bỏ nhận ruộng nương và đất đai, từ bỏ nhận người môi giới hoặc tự mình làm môi giới, từ bỏ buôn bán, từ bỏ các sự gian lận bằng cân, tiền, bạc và đo lường, từ bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian trá, lừa đảo, từ bỏ làm thương tổn, sát hại, câu thúc, bức đoạn, trộm cắp, cướp phá. Vì ấy bằng lòng tri túc với tấm y để che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo y báo, ví như con chim bay đến chỗ nào cũng mang theo hai cánh, cũng vậy. Tỳ kheo bằng lòng với tấm y để che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo y báo. Vì ấy thành tựu thánh giới uẩn này, cảm giác lạc thọ, thuộc nội tâm, không lỗi lầm. Khi mắt thấy sắc, vì ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến con mắt không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên, vì ấy tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức các pháp, vì ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi các ác bất thiện pháp khởi lên, vì ấy tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Vì ấy thành tựu thánh hộ trì các căn này, cảm giác lạc thọ thuộc nội tâm, không vắng đục. Vì ấy khi đi tới, khi đi lui, đều tỉnh giác. Khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh, đều tỉnh giác. Khi co tay, khi duỗi tay, đều tỉnh giác. Khi mang y kết, y bát, đều tỉnh giác. Khi ăn, uống, nhai, nuốt, đều tỉnh giác. Khi đi tại tiện, tiểu tiện, đều tỉnh giác. Khi đi, đứng, ngồi, nằm, thức, nói, yên lặng, đều tỉnh giác. Vì ấy thành tựu thánh giới uẩn này, thành tựu thánh hộ trì các căn này, và thành tựu thánh chánh niệm tỉnh giác này. Lựa một chỗ thanh vắng, tịch mịch như rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây, ngoài trời, đống rơm. Sau khi đi khất thực về, ăn xong, vị ấy ngồi kiết già, lưng thẳng tại chỗ nói trên và an trú chánh niệm trước mặt. Vị ấy từ bỏ tham ái của đời, sống với tâm thoát ly tham ái, gột rửa tâm hết tham ái, từ bỏ sân hận. Vị ấy sống với tâm không sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận, từ bỏ hôn trầm thủy miên. Vì ấy sống thoát ly hôn trầm thủy miên, với tâm tưởng hướng về ánh sáng chánh niệm tỉnh giác, gột rửa hết
gột rửa tâm, hết hôn trầm thủy miên, từ bỏ trào cử hối hóa, vì ấy sống không trào cử, nội tâm trầm lặng. Gột rửa tâm, hết trào cử hối hóa, từ bỏ nghi ngờ, vì ấy sống thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân lưỡng lự. Gột rửa tâm, hết nghi ngờ đối với thiện pháp. Thành tựu định uẩn là có hu tung định, tu định và niệm. Với các thiền chi và dần già giảm thiểu thiền chi quan các tầng thiền. Vì ấy từ bỏ năm triền cái làm cho tâm ô uế, làm cho trí tuệ muội lược ly dục, ly pháp, ác bất thiện, chứng và trú thiền thứ nhất. Một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tứ. Này Bà La Môn, như vậy gọi là dấu chân của Như Lai, dấu cọ sát của Như Lai, dấu cắt chém của Như Lai. Nhưng vị thánh đệ tử không đi đến kết luận Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, chúng tăng khéo hành trì. Lại nữa, này Bà La Môn, tỳ kheo diệt tầm và tứ, chúng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Này Bà La Môn, như vậy gọi là dấu chân của Như Lai, dấu cọ sát của Như Lai, dấu cắt chém của Như Lai. Nhưng vì thánh đệ tử không đi đến kết luận Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, chúng tăng khéo hành trì. Lại nữa, này Bà La Môn, tỳ kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba. Này Bà La Môn, như vậy gọi là dấu chân của Như Lai, dấu cọ sát của Như Lai, dấu cắt chém của Như Lai. Nhưng vị thánh đệ tử không đi đến kết luận Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, chúng tăng khéo hành trì. Lại nữa, này Bà La Môn, tỳ kheo xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này Bà La Môn, như vậy gọi là dấu chân của Như Lai, dấu cọ sát của Như Lai, dấu cắt chém của Như Lai. Nhưng vị thánh đệ tử không đi đến kết luận Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, chúng tăng khéo hành trì. Với tâm định tĩnh thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não nhu nhuyến để sử dụng, vững chắc bình thản như vậy, vì ấy dẫn tâm hướng tâm đến túc mạng minh, vì ấy nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Vì ấy nhớ rằng tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây. Như vậy, vì ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Này Bà La Môn, như vậy gọi là dấu chân của Như Lai, dấu cọ sát của Như Lai, dấu cắt chém của Như Lai. Nhưng vị thánh đệ tử không đi đến kết luận Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo thuyết, chúng tăng khéo hành trì. Thành tựu tuệ uẩn là chứng được các tuệ minh. Với tâm đề tỉnh thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, vì ấy dẫn tâm, hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử của chúng sanh. Vì ấy với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. Vì ấy biết rõ ràng, chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Những chúng sanh làm những ác hạnh về thân, lời và ý, phỉ báng các bậc thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này, sau khi phân hoại mạng chung, phải sanh về quả dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục,
Còn chúng sanh nào làm những thiện hành về thân, lời và ý, không phỉ báng các bậc thánh, không theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến, những người này sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên các thiền thú cõi trời trên đời này. Như vậy, vì ấy với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống chết của chúng sanh, vì ấy biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ pháp bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Này Ba La Môn, như vậy gọi là dấu chân của Như Lai, dấu cọ sát của Như Lai, dấu cắt chém của Như Lai. Nhưng vị thánh đệ tử không đi đến kết luận Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, phát được Thế Tôn khéo thuyết giảng, chúng tăng khéo hành trì. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, vị ấy dẫn tâm hướng đến lậu tận trí. Vị ấy biết như thật, đây là khổ, biết như thật, đây là nguyên nhân của khổ, biết như thật, đây là sự diệt khổ diệt, biết như thật, đây là con đường đưa đến khổ diệt, biết như thật, đây là những lậu hoặc, biết như thật, đây là nguyên nhân của lậu hoặc, biết như thật, đây là các lậu hoặc diệt, biết như thật, đây là con đường đưa đến các lậu hoặc diệt. Này Ba La Môn, như vậy gọi là dấu chân của Như Lai, dấu cọ sát của Như Lai, dấu cắt chém của Như Lai. Nhưng vì thánh đệ tử không đi đến kết luận Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, chúng tăng khéo hành trì. Vị ấy nhờ biết như vậy, nhờ thấy như vậy, tâm của vị ấy thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết, ta đã giải thoát, vị ấy biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, không có trở lui đời sống này nữa. Này Bà La Môn, như vậy gọi là dấu chân của Như Lai, dấu cọ sát của Như Lai, dấu cắt chém của Như Lai. Này Bà La Môn, tới mức độ này, vì thánh đệ tử đi đến kết luận Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, chúng tăng khéo hành trì. Này Bà La Môn, tới mức độ này, ví dụ dấu chân con voi thật sự được đầy đủ một cách rộng rãi. Được nghe nói như vậy, Bà La Môn Chanusoni bạch Thế Tôn: Thật vi diệu thay tôn giả Gotama, thật vi diệu thay tôn giả Gotama, như người dừng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Con xin quy y tôn giả Gotama, quy y pháp và quy y chúng tỳ kheo tăng, mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử. Từ nay trở đi cho đến mệnh chung, con trọn đời quy ngưỡng. Những điểm cần nhớ: con đường dẫn tới niềm tin trọn vẹn là hành trình có 5 công đoạn. A. Phát khởi niềm tin ban đầu với ý thức giá trị về con đường tu tập nội tâm. B. Thành tựu giới uẩn là chấp nhận và hành trì có học giới một cách nghiêm túc để nhiếp hóa thân khẩu. C. Thành tựu định uẩn là có tu huân tu định và niệm với các thiền chi và dần dà giảm thiểu thiền chi quan các tầng thiền. D. Thành tựu tuệ uẩn là chứng được các tuệ minh. E. Thành tựu giải thoát khởi lên sự hiểu biết, ta đã giải thoát. Vì ấy biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, không có trở lui đời sống này nữa. Có học hiểu, có thực hành, có tự thân chứng ngộ thì mới có thể nói là như vậy, gọi là theo dấu chân của Khổng Tượng, thấy được dấu cọ sát của Khổng Tượng, nhận ra dấu cắt chém của Khổng Tượng. Này Bà La Môn, tới mức độ này, vì thánh đệ tử đi đến kết luận Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, chúng tăng khéo hành trì. Tới mức độ này, ví dụ dấu chân con voi thật sự được đầy đủ một cách rộng rãi.
Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn chú thích Tỳ Kheo Giác Đẳng. Dạ thưa, phần nội dung chánh kinh đến đây đã kết thúc. Chúng con thành kính cung kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng rộng rãi ý nghĩa nội dung của phân đoạn 140. Con kính cung thỉnh Ngài. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Thưa vị, dường như Thượng Tọa Tuệ Siêu đang đọc trục trặc kỹ thuật. Chưa có biết được, chúng tôi xin được tiếp lời. Và nếu không bị lát khi nào Thượng Tọa Tuệ Siêu nói chuyện được thì quý vị hoặc thì cho chúng tôi biết để nhường mic lên cho Thượng Tọa. Trong bài kinh, trong đoạn tiếp theo, Bà La Môn Chánh Sư Ni, sau khi có một cuộc đàm luận ngắn với Pilotika, một vị du sĩ ngoại đạo, đã đến gặp Đức Thế Tôn và cũng đã kể lại cuộc đối thoại của mình. Thì thưa quý vị, Đức Phật Ngài không có đi ngay vào những gì mà du sĩ ngoại đạo Pilotika nói, mà Ngài chỉ nói thêm về các thí dụ. Một người thấy cái dấu chân con voi lớn và đi đến kết luận rằng con voi này phải là con voi lớn, tại vì không có lý do gì một dấu chân con voi lớn mà con voi lại không lớn. Nhưng mà sau đó thì Đức Phật Ngài cũng cho biết rằng trong loài voi nó cũng có những con voi mà tuy cái chân nó lớn nhưng mà nó lại không có cao. Dạ, những vị nào có dịp cậu quan sát các loài voi như là voi mammoth ở Siberia, hay là những loài voi của Phi Châu, hay là voi của Đông Nam Á, chúng ta thì biết chuyện này rất là rõ ràng, là cái chân của voi nó lớn hay nhỏ là một chuyện, nhưng mà cái chiều cao nó là một chiều khác. Và vì vậy nếu một người mà có thể quan sát không đơn thuần chỉ là dấu chân voi mà đi vào rừng, nhìn thấy cái, những cái nhánh cây, cành cây bị cắt, bị gãy ở trên cao do cọ sát với thân voi, thì có thể hiểu rằng với một cái khoảng rừng mà bị cọ sát như vậy thì con voi nó phải thật là cao. Hay là những cái độ gãy của các nhánh cây cũng có thể cho thấy phần nào cái dài của cặp ngà khi mà nó đụng chạm phải các cái cành cây, nhánh cây. Thì thưa quý vị, phải có nhìn từ cái dấu chân cho đến những cái dấu hiệu cọ sát của các cành, nhánh cây thì mới có thể dẫn đến một cái kết luận chính xác về cái chiều kích của thân con voi nó lớn hay nhỏ. Dấu chân không thì cũng chưa đủ. Dạ. Cái dấu chân không thì không đủ. Ví dụ như là quý vị, chúng ta đến thăm một cái thành phố cổ, thành phố cổ mà chúng ta chỉ nhìn thấy những cái ngôi nhà còn lại, và chúng ta dựa trên những di tích đó mà chúng ta đánh giá rằng đó là một cái nền văn minh rất là cao, thì mới nghe có sức thuyết phục đó. Tuy nhiên có những nơi mà
họ xây cất những thành phố rất lớn, rất đẹp, nhưng mà chỉ là một sự phát triển về kinh tế, về kiến trúc. Nhưng mà cái nếp sống văn minh, về văn hóa, về triết học, về tư tưởng thì chúng ta không có đọc lại được. Bởi vì vậy, đa số con người chúng ta chỉ đánh giá các nền văn minh qua các công trình kiến trúc để lại. Thậm chí là có nhiều khi họ phân tích rất sâu về các đền thờ, thờ mặt trời hay cách phân lịch vân vân, nhưng mà điều đó cũng không nói hết được cái chiều kích của nền văn minh đâu. Nền văn minh nó còn có nhiều cái chiều kích khác mà nó không để lại cái dấu ấn qua kiến trúc, qua những gì mà chúng ta thấy. Chúng tôi nhắc quý vị một lần nữa là chúng tôi chỉ tiếp lời thay cho Thượng tọa Tuệ Siêu trong lúc chờ đợi Thượng tọa Tuệ Siêu. Nếu Thượng tọa Tuệ Siêu vào, xin quý vị Phật tử Hoa Kỳ cho biết, và đặc biệt là Đại Đức Thừa Trì Hoa Kỳ thông báo cho hết. Thế đây thưa quý vị, du sĩ Birochika khi mà trình bày, thấy tòa tự siêu đưa tay rồi, kính cung thỉnh cho tòa tự siêu tiếp tục cho bài giảng đoạn thứ hai, cũng là đoạn cuối cùng của bài kinh này, kính cung thỉnh thưa tòa. Nam mô Phật Thầy nha. Kính lễ Phật, kính lễ Phật, kính lễ Tăng. Thân chào tất cả quý Phật tử. Kính thưa quý vị, trong cái đoạn đầu của bài kinh du sĩ Pilotika đưa ra bốn lý do mà khiến chúng ta khởi lên niềm tin Đức Thế Tôn và cả là hắn chánh đẳng giác. Giáo pháp được Đức Thế Tôn khéo thuyết, chúng đệ tử Đức Thế Tôn khéo thực hành. Thì khi Bà La Môn Chánh Đức Sô Ni hỏi bốn lý do đó như thế nào, thì Bilotika ở trên ba rằng ở đây tôi thấy có những người thuộc về hội chúng sát đế lị, tức là cái dòng hoàng tộc, một dòng dỗ hoàng tộc, dòng hội chúng hoàng tộc, vua chúa, có biện tài, có trí tuệ, họ nghĩ rằng sẽ đi đến Samu Gautama
để tranh luận. Nhưng mà khi đến rồi thì Samugotama thuyết pháp làm cho họ hoan hỷ, làm cho họ phấn khích và họ quy y Samugotama. Nên tôi thấy vậy mới thấy cái sự vĩ đại của Samugotama. Và thứ hai là có những người thuộc về dòng dõi Bà La Môn có biện tài bác học, và khi đến với Samugotama được nghe ngài thuyết pháp và họ đã quy ngưỡng. Tôi thấy cái sự vĩ đại của Samugotama, tôi có lục tin. Lại nữa, có những vị gia chủ những người thuộc giai cấp trung lưu, khi họ đến Samugotama họ được nghe pháp, họ quan hỷ, họ quy y trở thành đệ tử. Tôi thấy đó là cái sự vĩ đại của Samugotama, nên có lòng kính tình. Và sau cùng thì Pilutika nói rằng là có cái hội chúng Samo, tức là như những vị du sĩ, những vị xuất gia các cái đạo giáo khác cũng có biện tài bác học. Họ nghĩ rằng họ sẽ tranh luận với Samugotama, nhưng khi họ đến và được nghe Samugotama thuyết pháp, họ không còn nghĩ rằng sẽ tranh luận với Samugotama mà họ xin xuất gia và trở thành đệ tử xuất gia của Samugotama. Vì thấy vậy cho nên tôi có lòng kính tin ở Đức Thế Tôn là bậc vĩ đại. Thì Pilutika chỉ thấy như vậy cũng giống như là người đi vào rừng thấy cái dấu chân voi to lớn dài rộng, thì nhận định rằng đây là con voi, đây là một con khổng tượng. Pilutika đã nói như vậy. Thì thưa quý vị, chúng ta nghe qua cái thí dụ về dấu chân voi của du sĩ Pilutika nói lên và đã nhận xét về Đức Phật qua bốn cái sự kiện. Chúng ta nghe như vậy chúng ta
chưa đọc đoạn sau của bài kinh là chúng ta đã hoan hỷ, chúng ta đồng tình với du sĩ Pilotika. Ở đây thứ gì? Đối với Đức Thế Tôn, Ngài thuộc về kim cương châu báu thứ thiệt. Do đó, khi những lời tán thán và những ví dụ để dẫn chứng nói Ngài là vị vĩ đại, thì Đức Thế Tôn Ngài nói cho Bà La Môn, cho Đức Xuân Lý biết rằng đó chỉ là cái việc tầm thường thôi, tán thán tầm thường thôi, chưa có, chưa phải thật sự xác đáng. Cũng giống như khi mà thấy một cái viên kim cương lấp lánh dưới nắng mặt trời có nhiều màu sắc chiếu ra, thì vội nhận định rằng đó là báu vật, thì cái này nó cũng chưa có xác đáng lắm, bởi vì chưa có thể, chưa có biết được cái sự rắn chắc của cái viên kim cương đó, chưa thấy được cái sự sắc bén của các cạnh viên kim cương, chưa thấy cái trọng lượng nặng của viên kim cương, thì chưa gọi là nhận định về cái viên kim cương này. Còn về Đức Phật thì Ngài có đưa ra cũng về thí dụ cái dấu chân voi. Một người thợ săn lão luyện, khi mà mới nhìn thấy cái dấu chân voi to rộng, người đó chưa vội kết luận là con Khổng Tử, là bởi vì có những con voi cái lùn thì cái bàn chân của nó cũng thô, cũng để lại cái dấu chân to rộng như vậy thì sao? Đi một bữa nữa thấy cái dấu chân voi to rộng về bề ngang bề dài và thấy những cái cành cao bị cọ sát, thì với cái người thợ săn lão luyện thấy như vậy cũng chưa có kết luận đó là Khổng Tử, là bởi vì có những con voi cái nó to lớn về chiều cao thì nó cũng có cái dấu chân to rộng như vậy, và vì nó cao lớn cho nên nó cũng cọ sát những cái thân cây cao được gì, cho nên chưa kết luận. Đi một bữa nữa thì người thợ săn này thấy một cái dấu chân voi to rộng, các
cành cao bị cỏ sát, và có những cành nhánh bị cắt đứt, bị dấu xước. Mặc dù vậy, vừa thợ săn lão luyện cũng chưa có kết luận đó là con khổng tử. Đi một đổi nữa thì thấy cái dấu chân cao rộng, rộng lớn, dấu chân vô rộng lớn, có những cành cao bị cọ sát, bị cắt đứt, và nhìn thấy tận mắt một con khổng tử, một con voi đực lớn có ngà đang đứng ung dung quay về, thì lúc đó người thợ săn mới kết luận đây là thật sự một con khổng tử. Đức Phật đành đeo lên hình ảnh của bốn cái dấu chân voi, và cho đến khi nào mà người thợ săn tận mắt thấy được một con voi đực lớn có ngà uy nghi đứng đó, thì người đó mới kết luận cũng vậy. Nếu như giờ mà chỉ nhìn thấy có những hội chúng Sắc Đế Lị đi đến quy ngưỡng, hội chúng Bà La Môn đi đến quy ngưỡng Đức Phật, hội chúng Gia Chủ đi đến quy ngưỡng Đức Phật, hội chúng Sa Môn đi đến quy ngưỡng Đức Phật, chỉ thấy chừng đó và đã kết luận, đã tán thán Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác, giáo pháp được khéo thuyết, tăng chúng khéo hành trì, thời như vậy nó còn quá sớm. Là bởi vì có những vị đại đạo sư thời bấy giờ, họ cũng có uy tín, cũng có hội chúng Sắc Đế Lị, hội chúng Bà La Môn, hội chúng Gia Chủ, hội chúng Sa Môn đi đến quy ngưỡng. Chứ đâu phải chỉ riêng có mình Đức Phật. Cho nên cái sự kết luận đó Đức Phật nói rằng là rất tầm thường, nó chưa có xác đáng. Thấy ở Đức Phật một vị đạo sư mà chuyển hóa được con người, và chuyển hóa được người ấy từ một người bình thường mà họ đi xuất gia, từ một người không giữ giới mà sau khi xuất gia rồi họ giữ giới nghiêm túc, họ sống thiểu dục tri túc, họ sống có chánh niệm tỉnh thức, họ làm cho họ vắng lặng năm trì cái là tham dục, sân hận, hôn thủy, trạo hối và hoài nghi, chính và trúng, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Như vậy đó mà với một vị thánh đệ tử có trí, chỉ thấy chừng đó thôi cũng chưa vội kết luận về Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác. Lại nữa, cho đến khi
vị tỳ kheo đệ tử ấy chứng đạt được các loại thần thông hiệp thế do nhờ thiền định. Một vị đệ tử mà có thần thông thiền định như vậy thì huống chi là bậc đạo sư. Thế nhưng một vị đệ tử có trí cũng chưa có vì cái điểm này mà kết luận Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác, giáo pháp được khéo thuyết, tăng chúng khéo hành trì. Cho đến khi mình tự mình đắc được lộ tận minh, đoạn trừ các lậu hoặc phiền não và đạt đến cái sự giải thoát hoàn toàn, thì lúc bây giờ một vị thánh đệ tử sau khi kiểm chứng về cái sự chuyển hóa của nội tâm do thực hành theo giáo pháp của Đức Thế Tôn, mà bây giờ đã được thanh tịnh, đã được giải thoát, sân đã tận, phẩm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, sau đời sống này không còn đời sống khác, thì vị thánh đệ tử đó mới đưa đến kết luận rằng Đức Thế Tôn là bậc A La Hán chánh đẳng giác, giáo pháp được Đức Thế Tôn khéo thuyết, tăng chúng đệ tử Đức Thế Tôn bậc khéo thực hành. Thì thưa quý vị, đạt đến mức độ đó, một vị thánh đệ tử mới có thể đưa đến kết luận nhận xét về bậc đạo sư vĩ đại. Nhưng đó cao quá. Bây giờ người Phật tử chúng ta nếu chỉ đạt được cái mức độ như thế này thì cũng gọi là một người có thể tán thán Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác, giáo pháp được khéo thuyết, tăng chúng khéo thực hành là được. Thí dụ một người Phật tử trước kia khi chưa là một nam nữ cư sĩ, chưa có quy y Phật pháp tăng, hãy còn là người sống với tâm sang tham bổn sẻn theo kiếp, sống với tâm sân hận tị hiềm, với thân làm ác, khẩu làm ác, ý suy nghĩ ác. Nhưng mà kể từ khi nghe được pháp của Đức Thế Tôn thuyết giảng, người ấy tỉnh ngộ, và chính cái giáo pháp đó đã chuyển hóa đời sống của họ. Họ trở thành những người hiền thiện, là những người từ bỏ sắc sanh, từ bỏ trần cấp, từ bỏ tài dâm, từ bỏ nói dối, từ bỏ uống rượu. Họ sống với hai bàn tay rộng mở, sẵn sàng chia sẻ những gì mà đã có
đến với người khác. Họ sống có tâm từ, có tâm bi, có tâm hỷ, có tâm xả. Ngay trong hiện tại, họ sống với tâm tư mát lạnh, sống không hận, không sân. Bây giờ họ mới suy xét lại đời sống nội tâm của họ bây giờ đã được chuyển hóa. Một cách tốt đẹp, trong sáng. Đó là nhờ vào giáo pháp của Đức Thế Tôn. Chỉ tới mức độ như vậy thì người này cũng có thể đi đến kết luận Đức Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác, giáo pháp được khéo thuyết, tăng chúng khéo hành trì. Như vậy đó thưa quý vị, cũng đúng rồi. So với thời nay đó, mà khi chúng ta học hiểu được giáo pháp và chúng ta chuyển hóa được cái đời sống nội tâm của mình trở nên hướng thiện và có trí tuệ, thấy sợ hãi cái sự sinh tử luân hồi và tầm cầu sự giải thoát khỏi luân hồi, bao nhiêu đó cũng đủ lắm, cũng đủ. Bởi vì chúng ta tùy ngay khi Đức Phật ngài thuyết pháp trong thời đó, thì tất nhiên Đức Thế Tôn ngài đã nói về một vị đệ tử nhận xét về vị ngài đó là một người phải thật sự tự thân chứng nghiệm được cái hiệu năng của chánh pháp do Đức Thế Tôn thuyết và tự thân đạt đến cái mục đích cứu cánh, đạt đến cái sự giải thoát, mới đưa đến kết luận về bậc độ sư. Còn như thời nay đó, như chúng tôi nói với quý vị là nếu mà chúng ta chờ đợi cho đến khi đó, cho đến chừng ấy, cho đến trình độ như vậy, chúng ta mới có thể mới nhận xét về Đức Thế Tôn, như vậy là chúng ta đã bỏ qua cơ hội để khởi lên cái lòng tịnh tính đối với Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác, vì chúng ta khó có thể đạt được cái trình độ đó. Thì thôi bây giờ chúng ta chỉ cần đến cái trình độ nào mà chúng ta tự cảm thấy mình nhờ cái phương lương dược là giáo pháp mà chúng ta chuyển hóa được những cái căn bệnh tham sân si từ cái chỗ mà chúng ta bị hoành hành đau khổ do phiền não, mà bây giờ tạm thời là chúng ta nhẹ nhàng, tạm thời chúng ta yên ổn, mặc dù chúng ta chưa thật sự hết bệnh nhưng mà tương đối là chúng ta khỏe, thì như vậy chúng ta vẫn có thể nhận xét cái vị thầy thuốc này là giỏi, rồi đại tài xưa kia mình bị đau nhức, ăn không ngon, ngủ không yên, lúc nào cũng cảm thấy như sắp chết, mà nhờ uống thuốc của vị thầy thuốc này mà bây giờ mình đỡ, mình cảm thấy khỏe hơn, vân vân. Thì như vậy chúng ta cứ như là một bệnh nhân sau khi uống thuốc thấy thuyên giảm, thấy khỏe hơn, đỡ hơn,
thì chúng ta cứ, chúng ta hãy có niềm tin nơi Đức Phật. Và đó là những điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua cái đoạn cuối của bài kinh. Thí dụ dấu chân voi mà Thượng Tọa Giáo Đẳng đã thuyết đoạn đầu, chúng tôi thuyết đoạn sau. Bây giờ hãy còn 15 phút, xin thỉnh Thượng Tọa Giáo Đẳng điều hợp câu thảo luận với chư tăng. Nam mô Bụt Thầy. Chắc có lẽ Thượng Tọa Giáo Đẳng bận việc nên không có mặt ở trước mái. Dạ, thấy Thượng Tọa Giáo Đẳng trở lại rồi. Xin thỉnh Thượng Tọa điều họp cho một vài câu thảo luận với chư tăng. Xin cung thỉnh Thượng Tọa. Sao chúng kính trực chư tòa thực siêu. Mà chư tòa thực siêu thường tòa đã giảng cũng lâu để thỉnh chư tòa đi nghỉ. Còn 15 phút còn lại thì, còn 10 phút còn lại thì chư tăng, chứ không bị giảng sư sẽ phụ trách. Thường tòa Pháp đang nghe thường tòa có nghe được không? Nếu thường tòa đang nghe được, xin thường tòa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Một lần nữa xin được hỏi Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Giao Vân. Và xin Pháp Đăng nghe, có khi người ta nói mình tu á, là mình chỉ cần biết mình cái gì mình làm thôi. Nhưng mà có nhiều khi có người tu đó, thì lại thường là đánh giá vị thầy, đánh giá vị giảng sư, đánh giá bộ kinh mình học, đánh giá ngôi chùa mà mình đi. Thì những cái chuyện mà đánh giá như vậy đó có, nó có lợi cho chúng ta tu hay không? Hay là thường là sự đánh giá nó không có chính xác? Hay là chúng ta cũng nên đánh giá nhưng mà ở mức độ nào đó thôi? Xin kính thỉnh ý kiến của Thượng Tọa Hậu Đăng. Alo. Dạ, có Pháp Đăng kính lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, kính lễ Thượng Tọa Tế Sư, Thượng Tọa Giáo Đẳng. Sư Viên Thông cùng với Chư Tôn Đức Tăng kính chào bài cô cùng nữ tương trợ Phật tử. Thật sự thì chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta nói là chúng ta có tâm để đi tìm kiếm, thì bây giờ nếu mà chúng ta nói có tâm đi tìm kiếm như vậy, chúng ta cũng biết chút so sánh, phải biết chút so sánh. Chính vì chút so sánh đó, bởi vì khi mà con người họ đạt được cái một vật, một cái chuyện gì trên đời này đó, thì họ cũng phải trải qua cái gì. Ví dụ mình nói rằng một cái người triệu phú đi, thì họ cũng phải trải qua sự phấn đấu làm lụng với những cái nghề nghiệp,
mà chúng ta thấy giờ hiện giờ cũng xã hội họ cũng đưa lên những cái người tỷ phú đó, họ có những cái bí kíp của họ, thì để cũng giống như vậy quý vị. Bây giờ chúng ta tìm kiếm tu tập đó thì chúng ta cũng phải tìm kiếm và chúng ta phải đánh giá. Thì chúng ta cứ thấy như là Đức Bồ Tát khi mà Ngài chưa thành Phật đó, thì Ngài cũng đi tìm Úc Đất Cá, Râm Má Bút Tá, A Lá Rá, Râm Má Bút Tá. Thì trong khi đó rất là nhiều những vị khác, nhưng mà tại sao Ngài đi tìm những vị này? Vì những vị này là những vị có cái tiếng tâm được nhiều người họ trọng vọng. Thì cũng như vậy, khi mà những người họ có cái khả năng á, thì ít nhiều họ cũng có được một phần nào đó. Họ trải qua cái phần nào đó với cái sự va chạm cọ sát với người đời, nên họ mới tặng cho họ những cái lời nói hoặc là những cái sự tôn trọng. Thì cũng như vậy, quý vị thấy rằng mình đi tìm một vị thầy đó thì mình cũng mà mình đến một ngôi chùa tu đó mình cũng tìm hiểu một chút, nhưng mà nếu mình tìm hiểu sâu sắc cũng được, mình đánh giá qua cái giai đoạn tu tập, rồi nó cũng là một cái cách để mình vừa nghe được cái tiếng tâm, vừa dùng tâm để mình theo dõi. Thì Đức Phật thì cũng nói rất là chúng ta rất là khó biết những vị A-la-hán trừ khi nào chúng ta ở chung, và chúng ta ở chung như vậy chúng ta phải khéo tác ý nữa, khéo tác ý đến thân hành, khẩu hành, ý hành của vị đó. Chỉ có khi đó thì chúng ta mới có thể biết được đó có phải là vị A-la-hán hay không. Thì cũng như vậy quý vị, thật sự ở đời đó thì người ta cũng trải những cái vị thầy, những ngôi chùa mà có tiếng tâm đó, họ cũng trải qua những cái giai đoạn, những cái giai đoạn họ cũng trải qua những cái sự thử thách, chứ không phải họ tự nhiên họ cái tiếng đó. Nếu mà do những cái học trò suy tôn đó, nó cũng có vậy. Có những người trò suy tôn trọng vọng, họ nói đủ thứ như vậy, nhưng mà chúng ta tìm kiếm đó, chúng ta phải có cái tâm và phải có cái sự tác ý. Mình có cái tâm theo dõi và tác ý tìm kiếm về cái lời của khác. Thì chúng ta bài kinh tiểu kinh dụ dấu trên voi cũng vậy, chúng ta thấy rằng chúng ta phải theo và chúng ta phải suy xét để chúng ta biết được cái dấu chân lớn thì vậy, những cái dấu cạ sát thì những dấu chặt chém thì phải theo dõi như vậy mới biết được cái con voi thật sự là nó lớn. Phải để ý rất là nhiều khi mình theo dõi và mình tìm được tận mắt. Thì cũng như vậy quý vị, mình nói rằng mình tìm cái con đường tu đó, mình cũng phải không phải nhắm mắt mà làm đùa, nhắm mắt mà tìm đại, mà cũng phải có suy xét quý vị. Chính cái suy xét nó giúp đỡ ích cho mình rất là nhiều. Nên thường thường quý vị thấy ở đời người ta có cái danh tiếng gì đó thì cái danh tiếng đó nó cũng phải trải qua những cái sự thử thách. Chúng ta thấy những tổng thống Trump vậy đó, ổng nói điều này điều kia, ổng đưa lên điều này điều kia, nhưng mà ổng thực hiện những cái điều đó, tuy rằng người ta có những cái nói nhiều cách nhiều kiểu, nhưng mà những cái người có trí đó họ cũng tìm hiểu và họ thấy cái sở hành, cái việc thành tựu về kinh tế, về ngoại giao, về mặt chính trị xã hội, rồi họ cũng suy xét chuyện này chuyện kia để rồi họ tự chọn cho họ cái đáp án, và họ cái đáp án của họ nó cũng một phần nào chính xác chứ không có nổi gì. Thì cũng như vậy quý vị thấy rằng nếu mà mình tìm một người tu đó thì chúng ta cũng phải tìm một cái chúng ta phải có cái tác ý, chúng ta phải có cái suy tư, chúng ta phải có cái sự suy xét để chúng ta phải thật sự là vị đó được mọi người nói như vậy, vị đó được viên mãn như vậy không, thì chúng ta cũng phải trải qua thì chúng ta mới đạt được. Thì trong cái câu hỏi của Tường Tọa đó thì con xin chia sẻ như vậy. Nếu có gì cần nói thêm thì tỉnh Tường Tọa bây giờ thì con xin gửi mic cho Tường Tọa. Sa thú cái chân trường độ Pháp Tinh. Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước máy không? Nếu Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước máy, Đại Đức Pháp Tính, chúng ta thấy trong bài kinh này tu sĩ Pilotika tán thán Đức Phật với một cái sự tán thán mà rất là cao độ. Nhưng mà Đức Phật Ngài dạy rằng để có thể
đánh giá được Phật pháp tăng thì phải đi xa hơn trong lĩnh vực pháp học, pháp hành, pháp thành. Thì nếu có tính nghĩ rằng phần đông những người Phật tử dù là xuất gia hay tại gia đều dừng lại ở ở cái mức độ là niềm tin, và chúng ta thường là không đi xa hơn trong pháp học, càng không có bắt đầu từ pháp hành, và dĩ nhiên không pháp thành. Ở đây Pháp Tính có nhìn có thấy điều này không? Xin thỉnh đại đức Pháp Tính. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Đẳng Thượng Tọa Pháp Đăng Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Kính chào đại chúng trong trung. Qua cái bài học này đó, thì phải nói rằng là khi mà một cái vị tôn giả mà tán thán Đức Thế Tôn như vậy thì được giảng giải lại một cách rất là rõ ràng. Nhưng mà quý vị thấy rằng thường thường á, ở trong kinh điển á, thì được giảng giải rất là rõ những người như thế nào mà chúng ta nhìn nhận, chúng ta biết được, hoặc là những người như thế nào mà chúng ta nên thân cận. Nhưng mà thật ra đó, thì nếu mà nói về cái tình hình chung thì đối với cái thời nay đó thì người ta không có đi chuyên sâu, không có đi chuyên sâu vào ở trong Phật pháp. Thí dụ như là không có đi chuyên sâu vào, thí dụ như là trong cái trường hợp nào, thí dụ như là đối với cái pháp học là người ta cũng không có chịu học cho đến nơi. Bây giờ mình thấy cái của nói rằng là con xin quy y tôn giả Gotama, quy y giáo pháp, quy y tăng chúng của ngài, xin ngài nhận biết cho con là từ đây cho đến trọn đời đó. Thì quý vị thấy rằng á, thật ra đó ở trong thời nay đó, nhiều người á, người ta cũng muốn quy y, nhưng mà người ta chỉ chịu cái hình thức quy y là mình có là một cái cũng như là có một cái buổi lễ, hoặc là có một cái bằng, một cái giấy chứng nhận là mình đã quy y. Chứ thật sự ra đó, người ta không có chịu tìm hiểu là mình quy y như thế nào, như thế nào là gọi là quy y Đức Phật. Nhiều người cũng không biết quy y Đức Phật là như thế nào. Thành ra đó, quý vị thấy rằng ở trong Phật giáo Nam truyền đó, hướng dẫn rất là kỹ, con xin quy y Đức Phật đã viên tịch Niết Bàn, đã nhập Niết Bàn, quy y giáo pháp của ngài, quy y tăng chúng của ngài. Thì chúng tôi muốn đưa ra một cái sự mà đơn cử như vậy á, chúng ta thấy rằng một cái điều mà một cái yếu tố rất là căn bản, nhưng mà một số người người ta cũng không biết nữa, thì huống hồ chi là đối với cái pháp học hoặc là cái pháp hành. Thì cái điều này á, đây là một cái những cái người đời người ta sẽ dừng lại với một cái, ví dụ như là một cái nghi thức hoặc là một cái phong tục gì đó. Ví dụ ngày hôm nay quý vị thấy rằng đến cái mùa này là cái mùa tháng 7, người ta cũng đi chùa, hoặc là có những nơi người ta cũng tổ chức. Nhưng mà quý vị thấy rằng đi vào ở trong cái ngày này đó, người ta cũng không biết cái ngày gì nữa. Thật sự ra có nhiều người ta còn nói là cái ngày này là cái tháng cô hồn, cái tháng cô hồn, thành ra sợ xui đồ, hoặc là sợ cái này cái kia, thành ra người ta mới đi chùa cũng như là cầu mai cầu an vân vân, giống như là xui gì đó đó. Thành ra đó, quý vị thấy rằng những cái chuyện mà nói về tại sao mà ở trong Phật giáo có cái ngày lễ đó, hoặc là tại sao Đức Phật như thế này, cái lời dạy của ngài như thế kia, thì quý vị thấy rằng ở trong thời nay đó, người ta rất là ít là tìm hiểu, rất là ít tìm hiểu về những cái điều đó. Quý vị biết có nhiều khi chúng tôi đi dự trong những cái ngày lễ ở trong cái mùa tháng 7, quý vị thấy rằng có nhiều khi rất là mình cảm thấy là rất là buồn cho Phật giáo, người ta không có biết gì
về cái sự tu tập hoặc là không có biết gì về tìm hiểu, mà hiện nay một số nơi còn tìm những cái ca nghệ sĩ mà để mà đem về để mà hát hoặc là diễn ở trong những cái ngày đó nữa. Thành ra đó, trong cái câu hỏi này đó, nếu rằng là hỏi rằng phải chăng đa số Phật tử hoặc là dù tại gia là xuất gia thường dừng ở niềm tin hơn là đi xa ở trong pháp học hoặc pháp hành hoặc thành, thì cái điều này đó thì nếu mà nói một cách mà công bằng á, thì thật vậy, thật vậy. Ngày nay phần đông đa số mọi người đều dừng lại ở niềm tin chứ không có đi sâu vào ở trong Phật pháp, đừng nói chi là pháp học hoặc là pháp hành hoặc là pháp thành. Thì đây là cái căn bệnh chung của tất cả mọi người, dù ở cái giới xuất gia hay là cái giới tại gia thì cũng vậy. Đó, thì ở trong cái câu này đó thì chúng con xin có những cái ý như vậy. Nếu mà có cái gì đó mất lòng thì xin quý vị hãy quan hỷ cho. Bây giờ thì con đã thấy cái thời gian nó đã hết rồi, thành ra con xin thỉnh thượng tọa trở lại. Sao thuộc cái trường để được tính thú vị, chúng ta sẽ qua về kinh thí dụ chân voi đại kinh. Đại kinh ví dụ chân voi ngày mai với một ý nghĩa hoàn toàn khác với ý nghĩa của chân voi ngày hôm nay. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Học Buddha Dhamma. Kính thiên chư vị giảng sư đã vào Rung để thuyết giảng. Đảnh lễ những ngày, thân chào toàn bộ quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú, lành thay. Con Nguyên Xuân thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ops Sứ Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Giá. Xin nhờ cô Nhật Huỳnh, cô Lăng và Nguyệt mở kinh cuối buổi học. Xin cảm ơn cô. Nam mô Bổn Sư Giá. Con xin hồi hướng phước lành khắp cùng pháp giới chúng sanh rồi dừng. Mẹ cha thầy hộ ân nhân, hiền thiện quá ban con phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên, phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa. Cầu cho mưa thuận gió hòa.
chúng sanh ba cõi sao đường, do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ khẩu ý thân, hóa thành phúc quả vì nhân thờ. Sa phang su mang ca lang ca khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu ta ve na so ti hon tu ni ron ta rang o tu sa phang su mang ca lang ca khan tu sa pa di va ta sa pa tha ma lu ta ve na so ti hon tu ni ron ta rang o tu sa phang su mang ca lang ca khan tu sa pa thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật Pháp Buddha Dhamma xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Buddhaya.